Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Sâu nghĩa nặng mặt mà tôn ngài ông tổ lão là đại thần cháu con tài lộc muôn phần thăng linh bàn vây chạm lắp tài tình bàn vây chạm lắp nhìn tụ sập tâm say mỹ nghệ cao cấp ngày ngày mở mang vang danh thương hiệu lắm.